Mẹ cần cho bé uống gì khi bé bị tiêu chảy cấp? Bé bị tiêu chảy cấp là tình trạng đi ngoài ra nước liên tục và có thể khiến cho bé gặp những cái vấn đề khá là nghiêm trọng liên quan đến mất nước. Vậy thì khi gặp cái tình trạng đó mẹ cần phải xử lý như thế nào? Thì có 3 chất mà mẹ cần phải bổ sung cho bé ngay. Đó là điện giải, men vi sinh và kẽm. Điện giải á, nó sẽ giúp bù lại cái lượng dịch mà bé đã mất đi do cái quá trình đi ra nước như vậy. Và bé nên uống bao nhiêu? Với những bé dưới 6 tháng thì mẹ cho bé bú sữa bình thường, có thể tăng cường lượng bú để cái sữa đó nó sẽ bù cho cái lượng mà bé đi ra. Với những bé trên 6 tháng tuổi thì chúng ta có thể tính toán đơn giản như thế này, đó là bé đi ra bao nhiêu thì chúng ta bù lại bấy nhiêu. Tất nhiên là ước lượng thôi chứ không nhất thiết là phải đong cho đủ, tính ra bao nhiêu ml chúng ta ước lượng là được và cho bé uống. Chú ý là nên uống từng tí một chứ không nên uống ào ào thì bé có thể sẽ bị nôn. Thứ hai đó là men vi sinh. Men vi sinh sẽ giúp cân bằng lại đường ruột để giúp bé nhanh chóng vượt qua cái tình trạng rối loạn tiêu hóa đó. Các men vi sinh mà thường được sử dụng đó là men Symbio System, men Biogaia, men Bioflora. Và chắc chắn các mẹ đã có những trải nghiệm những men khác thì có thể comment xuống để những cái mẹ khác tham khảo. Thứ ba là kẽm. Với những bé dưới 6 tháng tuổi thì bé nên uống 10 mg một ngày và trên 6 tháng tuổi thì là 20 mg một ngày. Và thời gian uống có thể từ 10 đến 15 ngày để đảm bảo cái đường ruột được hồi phục hoàn toàn sau cái quá trình tiêu chảy.